Nguyễn Chánh Thi sinh ngày 23 tháng 2 năm 1923 trong một gia đình gia giáo, nề nếp tại làng Dương Nỗ, Phú Vang, Thừa Thiên, miền Trung Việt Nam. Thân phụ ông đương thời là công chức và cũng là cựu binh trong quân đội Pháp. Ông tốt nghiệp Trung học phổ thông chương trình Pháp tại Huế với văn bằng thành Trung. Theo truyền thống của thân phụ, năm 1941 ông gia nhập quân đội Pháp khi mới có hơn 17 tuổi. Ngày 9 tháng 3 năm 1945, khi nhật đảo chính Pháp, ông cùng nhiều binh sĩ trong quân đội Pháp bị bắt giữ. Tháng 8 năm đó, lợi dụng khi Việt Minh cướp chính quyền, ông đã đào thoát nhưng lại bị du kích Việt Minh bắt giam tại Ba Tơ, Quảng Ngãi. Mãi đến khi Pháp tái chiếm Đông Dương và tấn công lên Ba Tơ, lợi dụng sơ hở ông trốn thoát và trở về chiến đấu cho quân đội Pháp. Năm 1949, ông được cử theo học khóa huấn luyện sĩ quan ở trường võ bị địa phương Nam Việt tại Vũng Tàu nhằm bổ sung các sĩ quan người Việt cho quân đội Liên Hiệp Pháp. Sau 8 tháng thụ huấn, tốt nghiệp với cấp bậc thiếu úy. Ông được chọn vào lực lượng nhảy dù, tham gia nhiều cuộc hành quân tại chiến trường Bắc Kỳ. Tháng 6 năm 1951, sau hơn nửa năm quân đội quốc gia thành lập, ông chuyển ngạch phục vụ được giữ chức vụ đội trưởng đội biệt kích số 1 của tiểu đoàn một nhảy dù. Đầu năm 1952, ông được thăng cấp trung úy tại nhiệm. Ngày 22 tháng 3 năm 1954, ông được điều về lực lượng ngự lâm quân của quốc trường Bảo Đại giữ chức vụ đại đội trưởng thuộc tiểu đoàn hai ngự lâm quân ở Đà Lạt. Tháng 6 cùng năm, ông được thăng cấp đại úy và được cử giữ chức vụ tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn một ngự lâm quân. Sau đó, ông được cử đi học khóa trung đoàn trưởng tại Trung tâm Nghiên cứu Quân sự Hà Nội. Sau khi Ngô Đình Diệm về nước nắm quyền Thủ tướng Quốc gia Việt Nam, ông thuộc nhóm sĩ quan ủng hộ Thủ tướng Diệm, làm thất bại âm mưu đảo chính của tướng Nguyễn Văn Hình, vốn trung thành với quốc trường Bảo đại. Ngày 22 tháng 4 năm 1955, ông được Thiếu tướng Lê Văn Tị, khi đó là Tổng tham mưu trưởng quân đội quốc gia Việt Nam, điều về làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn năm nhảy dù, sau khi bàn giao tiểu đoàn một ngự lâm quân lại cho Đại úy Lý Trọng Mỹ. Tháng 8 cùng năm, ông được thăng cấp thiếu tá, bàn giao tiểu đoàn năm nhảy dù lại cho Đại úy Ngô Xuân Soạn ngay sau đó ông được cử giữ chức tư lệnh phó liên đoàn nhảy dù do Trung tá Đỗ Cao Chí làm tư lệnh. Trung tuần tháng 9, Ông chỉ huy hai tiểu đoàn 1 và 5 nhảy dù tham gia chiến dịch Hoàng Diệu do Đại tá Dương Văn Minh làm chỉ huy trưởng, với nhiệm vụ tấn công quân Bình Xuyên ở khu vực trường Petrus Ký và tiểu trừ quân Bình Xuyên tại rừng sát, Cần Giờ. Ngày 26 tháng 10 năm 1955, Thủ tướng Diệm thực hiện cuộc trưng cầu dân Ý, phế chuất quốc trường Bảo Đại, thành lập Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 6 tháng 11, trong dịp mừng lễ chiến thắng của chiến dịch Hoàng Diệu ở rừng sát, ông được thăng cấp trung tá tại nhiệm. Đầu tháng 3 năm 1956, ông được cử đi du học khóa chỉ huy và tham mưu tại Fort Leavenworth, Kansas, Hoa Kỳ. Trước khi đi du học, ông được công du thăm viếng sư đoàn 22 bộ binh Hoa Kỳ đồn trú tại Hawaii. Ngày 1 tháng 9 năm 1956, mãn khóa học về nước, ông được bổ nhiệm làm chỉ huy trưởng liên đoàn nhảy dù thay thế đại tá Đỗ Cao Chí. Ngày Quốc khánh đệ nhất Cộng hòa 26 tháng 10 năm 1959, liên đoàn được nâng cấp và đổi tên thành Lữ đoàn nhảy dù ông được thăng cấp đại tá trở thành tư lệnh đầu tiên của lữ đoàn này. Tuy rất được Tổng thống Diệm tin dùng, từng có lần tháp tùng Tổng thống viếng thăm Trung Hoa Dân Quốc trong chức vụ tùy viên quân sự, ông vẫn tồn tại những bất mãn với chính quyền Tổng thống Diệm mà ông cho là gia đình trị và tham nhũng. Chính vì vậy, nên vào ngày 11 tháng 11 năm 1960, ông tham gia nhóm các sĩ quan mưu toan đảo chính quân sự lật đổ chính phủ, gồm Trung tá Vương Văn Đông, Trung tá Nguyễn Triệu Hồng và Đại úy Phan Lạc Tuyên do có cấp bậc và chức vụ cao nhất nên ông được cử làm người đứng đầu của nhóm được lợi thế bất ngờ quân đảo chính nhanh chóng làm chủ tình hình và kiểm soát một số vị trí quan trọng lực lượng chính của quân đảo chính gồm ba tiểu đoàn nhảy dù cộng với một số đơn vị biệt động quân thiết giáp do trung tá vương văn đông trực tiếp chỉ huy đã tiến hành bao vây dinh độc lập cuộc đảo chính có một số thành công bước đầu một số chính khách và đảng phái đối lập cũng tuyên bố ủng hộ và tập hợp lực lượng chính trị ủng hộ đảo chính Tuy nhiên, do tổ chức kém, sự trần trở và thiếu mục đích rõ ràng nên quân đảo chính sớm lâm vào thế thất bại. Quân đảo chính không chiếm được đài phát thanh, không ngăn chặn các cửa ngõ vào Sài Gòn, không cắt đường điện thoại từ trong dinh. Nhờ đó Tổng thống Diệm đã liên lạc được với các sĩ quan còn trung thành với chính phủ, đề nghị tập hợp lực lượng để phản đảo chính. Bên cạnh đó, lợi dụng sự giao động trong mục tiêu của các chỉ huy, từ lật đổ chính phủ sang cải tổ chính phủ, Tổng thống Diệm đã dùng các biện pháp trì hoãn để chờ quân đội tiến về giải vây. Ngày 12 tháng 11, lực lượng bộ binh và thiết giáp thuộc Sư đoàn 7 đóng ở Mỹ Tho do Đại tá Huỳnh Văn Cao Tư lệnh cùng bộ binh và pháo binh thuộc Sư đoàn. 21 đóng ở Sa Đéc do Đại tá Trần Thiền Khiêm tư lệnh và Trung tá Bùi Dĩnh tư lệnh phó kiêm tham mưu trưởng đã tiến vào Sài Gòn, giao tranh với quân đảo chính. Quân đảo chính nhanh chóng thất bại. Trung tá Vương Văn Đông đã cố gắng liên lạc với đại sứ Hoa Kỳ Elbridge Joe Brown để tìm sự ủng hộ. Tuy nhiên, Joe Brown nhanh chóng nhận ra thế yếu của quân đảo chính và từ chối. Đại tá Nguyễn Tránh Thi cùng với Trung tá Vương Văn Đông cướp máy bay và bắt Trung tướng Thái Quang Hoàng, tư lệnh quân khu thủ đô, làm con tin và ép Đại úy Phan Phụng Tiên làm phi công lái máy bay đảo thoát sang Campuchia tị nạn. Đại úy Phan Lạc Tuyên đảo thoát bằng đường bộ qua biên giới. Sau khi kiểm soát được tình hình, Tổng thống Diệm đã trừng phạt nghiêm khắc với các chính khách và sĩ quan tham gia hoặc ủng hộ đảo chính. Tuy nhiên, Cuộc đảo chính cũng đánh dấu một thời kỳ báo hiệu sự suy sụp của chính quyền Ngô Đình Diệm, khi họ không chỉ có kẻ thù là những người cộng sản mà còn có những người được xem là đồng minh trong cuộc chiến chống lại những người cộng sản. Sau 3 năm lưu vong tại Campuchia, ngày 5 tháng 11 năm 1963, ông về nước sau khi nhận được tin cuộc đảo chính quân sự lật đổ tổng thống Diệm do các tướng lĩnh cầm đầu đã thành công. Ông được phục hồi cấp bậc và được cử làm Tư lệnh phó quân đoàn một quân khu 1 cho Trung tướng Nguyễn Khánh vào tháng 12 năm 1963. Tuy được cử giữ chức vụ tư lệnh phó quân đoàn, nhưng trên thực tế chỉ là một chức vụ hữu danh vô thực và không trực tiếp cầm quân. Điều này dẫn đến việc ngày 30 tháng 1 năm 1964, ông tham gia cuộc chỉnh lý của tướng Nguyễn Khánh và đưa tướng Nguyễn Khánh lên cầm quyền. Sau cuộc chỉnh lý, ông được tướng Nguyễn Khánh cử làm tư lệnh sư đoàn một bộ binh thay thế đại tá Trần Thanh Phong. Tháng 5 năm 1964, ông được thăng cấp chuẩn tướng, vừa mới được tướng Nguyễn Khánh đặt giả. Ba tháng sau, do việc ủng hộ hiến trương Vũng Tàu, ông được tướng Khánh thăng thiếu tướng. Ngày 13 tháng 9 năm 1964, một cuộc binh biến do Trung tướng Dương Văn Đức và Đại tá Huỳnh Văn Tồn cầm đầu đã nổ ra, đưa lực lượng của Sư đoàn 7 bộ binh về Sài Gòn, đưa yêu sách hạ bệ tướng Khánh, bấy giờ giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quân đội Cách mạng. Tướng Nguyễn Khánh sợ hãi, trốn vào bộ tổng tham mưu rồi lên máy bay để trốn về Đà Lạt. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiệu, lúc đó đang là tham mưu trưởng liên quân tại Bộ Tổng Tham mưu, đã yêu cầu tướng Nguyễn Tránh Thi đem lực lượng sư đoàn một giải cứu Sài Gòn. Tướng Thi nhờ có sự ủng hộ của các tư lệnh nhảy rủ, thủy quân lục chiến và không quân, nên đã nhanh chóng bức các lực lượng binh biến phải từ bỏ mục đích và rút lui. Nhờ công lao này, ngày 1 tháng 10 cùng năm tướng Khánh đã bổ nhiệm ông vào chức vụ tư lệnh quân đoàn một thay thế thiếu tướng Tôn Thất xứng, sau khi bàn giao sư đoàn một bộ binh lại cho chuẩn tướng Nguyễn Văn Chuân ngày 19 tháng 2 năm 1965, thiếu tướng Lâm Văn Phát, đại tá Phạm Ngọc Thảo, đại tá Bùi Dĩnh và trung tá Lê Hoàng Thao lại đem quân và xe tăng vào chiếm trại Lê Văn Duyệt, đài phát thanh Sài Gòn, biến bạch đằng và sân bay Tân Sơn Nhất, lùng bắt tướng Nguyễn Khánh. Một lần nữa, tướng Khánh phải đào thoát bằng máy bay ra Vũng Tàu. Hội đồng các tướng lĩnh đã cử tướng Nguyễn Chánh Thi làm tư lệnh quân đoàn giải phóng thủ đô, đưa quân về Sài Gòn để phản đảo chính. Được sự ủng hộ của các tướng trẻ. Ngày 20 tháng 2, tướng Thi nhanh chóng bức quân đảo chính rút lui. Sau khi đạt thỏa thuận yêu cầu quốc trưởng Phan Khắc Sửu ra lệnh giải nhiệm tướng Khánh và ép tướng Khánh phải xuất ngoại trị bệnh. Sau khi buộc tướng Khánh phải lưu vong, sự tranh chấp quyền lực giữa các tướng trẻ không thuyên giảm mà lại càng tăng thêm. Hội đồng tướng lĩnh phân thành bốn nhóm thiệu Nguyễn Văn Thiệu, Kỳ Nguyễn Cao Kỳ, Thi Nguyễn Tránh Thi, Có Nguyễn Hữu Có. Do vai trò quan trọng trong các cuộc đảo chính và phản đảo chính, Tướng Thi bị xem như là mối nguy cơ làm nổ ra đảo chính quân sự. Ba tướng còn lại hợp sức để chống đối, cử tướng Kỳ làm thủ lĩnh. Sự xung đột này mãnh liệt đến mức nhà báo Mỹ Francis Fitzgerald đã từng ghi lại là các tướng lĩnh Việt Nam Cộng hòa cứ kháo nhau xem tướng Kỳ và tướng Thi ai đảo chính ai. Chính phủ dân sự của thủ tướng Phan Huy Quát tỏ ra bất lực trước thời cuộc. Ngày 11 tháng 6 năm 1965, thủ tướng Quát đã giải tán chính phủ và từ chức thủ tướng quốc trưởng Phan Khắc Sửu đã trao lại quyền hành cho Hội đồng Tướng Lĩnh. Ngay hôm đó, Hội đồng Tướng Lĩnh đã họp dưới sự chủ tọa của tướng Nguyễn Văn Thiệu để chọn ra người lãnh đạo. Sự lựa chọn được cân nhắc giữa hai tướng Nguyễn Cao Kỳ và Nguyễn Chánh Thi. Cuối cùng, ngày 19 tháng 6 năm 1965, tướng Thi tuyên bố rút lui khỏi sự tranh chấp vị trí lãnh đạo với tướng Kỳ. Các tướng lĩnh đặt ra Ủy ban lãnh đạo quốc gia, do Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu làm chủ tịch, giữ vai trò quốc trưởng tướng Nguyễn Cao Kỳ được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương, giữ vai trò Thủ tướng cho tới khi tổ chức bầu cử. Để xoa dịu những mâu thuẫn quyền lực, đầu tháng 11 năm 1965, ông được thăng cấp Trung tướng và kiêm chức vụ đại biểu chính phủ tại Trung Phần. Tuy nhiên, những mâu thuẫn vẫn không thể ổn thỏa. Quần chúng nhân dân bất mãn với việc các tướng lĩnh tranh chấp quyền hành, liên tiếp gây nhiều binh biến, khiến cho tình hình Việt Nam Cộng Hòa không ngừng bị xáo trộn. Lực lượng Phật giáo, vốn tự xem là lực lượng chính đẩy cao mâu thuẫn giữa quần chúng với chính phủ diệm, gián tiếp dẫn đến đảo chính 1963, một lần nữa nắm vai trò lãnh đạo quần chúng chống lại chính phủ do các tướng lĩnh lập nên, đòi hỏi thành lập quốc hội lập hiến để có hiến pháp cho miền Nam Việt Nam, thay cho chính phủ quân nhân cai trị không có căn bản pháp lý là mầm mống biến loạn như từ cuối năm 1963. Tại miền Trung, tướng thi đã có những cáo buộc nảy lửa công khai về tệ tham nhũng cũng như những chỉ trích sự độc tài trong chính phủ của tướng kỳ phong trào phật giáo ở đâu cũng bùng nổ mạnh hơn hết do lực lượng quân đội của quân đoàn một do tướng thi chỉ huy đã không thực hiện các mệnh lệnh chấn áp phong trào phật giáo từ chính phủ trung ương đưa xuống là một cách không chính thức chống lại quyền lực của chính phủ tướng kỳ nhận định tướng thi một đối thủ nguy hiểm tướng kỳ đã tìm cách liên kết với nhiều tướng lãnh để giải trừ chức vụ của tướng thi Phía Hoa Kỳ lúc đó ủng hộ việc tống xuất tướng thi, vì người Mỹ xem ông là tướng nổi loạn, không tích cực chống cộng và còn tỏ ra muốn nói chuyện thương thảo với Bắc Việt. Nắm được quan điểm này của Tổng thống Mỹ Johnson tháng 2 năm 1966, trong cuộc họp của Hội đồng Tướng lĩnh, tướng Kỳ đã thuyết phục các tướng lĩnh trao quyền cho ông để trục xuất tướng thi và chấn áp cuộc tranh đấu của Phật giáo. Ngày 10 tháng 3 năm 1966, tướng Kỳ ra quyết định cách chức tư lệnh quân đoàn 1 của ông đồng thời cử thiếu tướng Nguyễn Văn Chuân tư lệnh sư đoàn một bộ binh lên thay ông làm tư lệnh quân đoàn với lý do rằng ông đã bất lực trước phong trào đấu tranh của Phật giáo tại miền Trung. Tuy nhiên, tướng kỳ chỉ thị cho giới truyền thông công bố tướng thi từ chức vì lý do sức khỏe. Ngay khi ra đến Đà Nẵng để bàn giao chức vụ, ông bị tướng Nguyễn Hữu có, khi đó là phó thủ tướng kiêm tổng trưởng quốc phòng, ra lệnh bắt giữ và đưa vào giam lòng tại Sài Gòn. Việc cách chức tướng thi đã làm bùng nổ thêm phản ứng của phong trào Phật giáo miền Trung ngày 12 tháng 3, Thượng tọa Thích Chí Quang vận động Phật tử biểu tình ở Huế và Đà Nẵng, thậm chí kiểm soát các thị xã trong ít ngày. Thượng tọa Thích Chí Quang cũng làm dung chuyển nước Mỹ khi yêu cầu Mỹ loại bỏ tướng Kỳ. Các tướng tôn thất đính thay tướng Chuân bị đưa ra hội đồng kỷ luật, rồi Huỳnh Văn Cao được cử ra Huế để thay chức vụ của tướng thi đều bất lực, không thể kiểm soát được binh sĩ quân đoàn 1. Nhằm giảm nhẹ căng thẳng, ngày 16 tháng 3, tướng Kỳ đồng ý đưa tướng thi ra Đà Nẵng để xoa dịu quần chúng. Tuy nhiên, khi vừa ra đến nơi, tướng thi đã có những tuyên bố ngả theo phe tranh đấu. Ngày 17 tháng 3, tại Sài Gòn đại sứ Hoa Kỳ Cabot Lốc đã có cuộc gặp với Thượng tọa Thích Trí Quang. Các tướng Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ cũng tiếp xúc với Thượng tọa Thích Tâm Châu. Các cuộc tiếp xúc đã đạt được thỏa thuận. Ngày 19 tháng 3, Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất ra tuyên bố không chống đối chính phủ mà chỉ đòi hỏi bầu cử và thành lập chính phủ dân sự. Tuy nhiên, các cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn và trở nên hỗn loạn. Ngày 3 tháng 4, tướng Kỳ tuyên bố là cộng sản đã xâm nhập vào các phong trào tranh đấu ở miền Trung và sẽ dùng vũ lực để tái lập an ninh. Lời tuyên bố này làm cho cuộc đấu tranh bùng lên mạnh mẽ. Tuy nhiên, chính phủ tướng Kỳ đã có những bước chuẩn bị trước đó. Khối Phật giáo bị chia rẽ khi thượng tọa Thích Tâm Châu tuyên bố ủng hộ chính phủ, hình thành hai khối ấn quang, do thượng tọa Thích Trí Quang lãnh đạo và khối Vĩnh Nghiêm do thượng tọa Thích Tâm Châu lãnh đạo do sự chia rẽ này hành động tranh đấu của Phật giáo không thống nhất như lúc năm 1963. Ngày 14 tháng 5, tướng Kỳ đã cho 4.000 binh sĩ cùng vũ khí hạng nặng do tướng Nguyễn Ngọc Loan chỉ huy, được các máy bay Mỹ chuyên trở ra Đà Nẵng, dùng vũ lực chấn áp phong trào ly khai. Quân đội nhanh chóng kiểm soát Đà Nẵng, rồi từ đó tiến ra Huế. Phong trào ly khai nhanh chóng chấm dứt, tướng Thi một lần nữa bị đưa vào Sài Gòn. Tướng Tôn Thất Đính cũng bị bắt giữ và đưa vào chờ xét xử sau khi bị đưa về Sài Gòn ngày 27 tháng 5 năm 1966 qua những hoạt động trung gian của Đại sứ Lốc và tướng William Westmoreland. Tướng Kỳ đã gặp tướng Thi để bàn về số phận tướng Thi và tướng Đính. Tướng Kỳ đã đồng ý không đưa hai tướng ra xét xử ở tòa án binh với tội danh phản loạn, với sự bảo đảm của người Mỹ sẽ chu đáo và giúp ông ổn định đời sống của gia đình ông trên đất Mỹ. Ngày 14 tháng 7 năm 1966, hai tướng thi đính bị hội đồng tướng lĩnh đưa ra kỷ luật với quyết định loại ngũ vĩnh viễn cả hai tướng ra khỏi quân đội và đồng thời buộc tướng Nguyễn Chánh Thi lưu vong ra nước ngoài. Ngày 29 tháng 7 năm 1966, phát ngôn của chính phủ tuyên bố tướng Nguyễn Chánh Thi sẽ rời Việt Nam sang Mỹ để chữa bệnh. Ngày 31 tháng 7, ông lên đường qua Mỹ chữa bệnh thối mũi. Trước khi đi, ông ném tất cả huân chương đã được tặng, chỉ giữ cái mền như là kỷ niệm cuối cùng của cuộc đời quân ngũ. Tại Mỹ lúc đầu tướng Thi được nhận trợ cấp một tháng 600 đô la Mỹ theo chế độ của một trung tướng hồi hưu. Việc này bị tướng Kỳ chỉ trích quyết liệt với lý do tướng Thi đã bị loại ngũ. Vì vậy, trợ cấp của tướng Thi bị giảm xuống chỉ còn 170 đô la Mỹ một tháng. Theo bài viết của báo New York Times, trong những năm sống lưu vong tại Hoa Kỳ, tướng Thi đã từng làm nhiều nghề, như bảo vệ cho một khách sạn nhỏ tại Los Angeles và mở một tiệm cà phê ở Arkansas. Tháng 2 năm 1972, sau 6 năm sống ở đất Hoa Kỳ, Nguyễn Chánh Thi đã mua một suất vé như một hành khách dân sự để trở về quê hương Việt Nam. Tuy nhiên, tướng Nguyễn Văn Thiệu, khi đó đang là Tổng thống, đã ra lệnh không cho cựu tướng được đặt chân xuống phi trường Tân Sơn nhất. Ông đành trở lại Hoa Kỳ mà không ngờ rằng đây là lần cuối cùng ông có thể nhìn lại quê hương Việt Nam. Năm 1985, ông cho xuất bản hồi ký Một trời tâm sự kể về cuộc đời mình tuy có tham gia một số hoạt động xã hội của các cựu binh Việt Nam Cộng Hòa tại Hoa Kỳ, nhưng ông từ chối tham gia tất cả các phong trào vận động vũ trang để chống lại chính phủ Việt Nam. Sau hơn 40 năm tha hương, ông qua đời lúc 6 giờ 42 phút chiều thứ Bảy ngày 23 tháng 6 năm 2007 giờ miền Đông Hoa Kỳ tại Lancaster, Pennsylvania, thọ 85 tuổi, thọ 85 tuổi, thọ 85 tuổi.